Quý khách, có phiền không nếu tôi muốn biết tên của quý khách là gì? Ủa anh không biết tên tôi hả? Không. Thiệt á hả? Tôi nói thiệt mà. Thật ra em cũng có mở lòng nhưng mà không có tìm được cái người mà mình thật sự phù hợp để mà tin tưởng. Cái đôi khi mình bị đa sầu đa cảm thôi. Anh hiểu rồi. Tôi là Cao Thiên Mỹ, một diễn viên nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được cho mình một tình yêu nào để gắn bó lâu dài. Nhất định con sẽ hạnh phúc mà. Con sẽ hạnh phúc, con tin vậy. Con luôn tin vào tình yêu. Cảm ơn em. Dì xin lỗi em. Xin lỗi hoài vậy có gì đâu. Là bạn mà. Ừ. Đúng là không? Bạn, đúng không? Nhưng mà còn những cái ước mơ, những cái dự án điện ảnh mà em ấp ủ, cả những vai diễn mà em chưa hoàn thiện thì sao? Những cái chuyện đó là thứ yếu thôi. Em phải nghĩ xa hơn. Bỏ hết đi. Vậy là những cái lời hứa của anh hứa anh thay đổi á, là nó chỉ tồn tại trên bàn tiệc thôi. Vậy thì em sẽ chọn. Biết mà. Đó. Em. Mặc dù tôi cũng đã thử hẹn hò khá nhiều lần, nhưng có vẻ duyên số chưa đến nên chưa lần nào thành công. Làm vợ anh nha. Không sao vậy? Đáng lý ra em phải bất ngờ chứ. Tại vì nó giống như những gì em nghĩ. Giống như những gì em nghĩ. Vậy thì em đâu cần phải nghĩ nữa. Em đã có quyết định rồi đúng không? Thì quyết định của em là... Em không đồng ý. Mình chờ thêm một cái định mệnh nữa nha. Tính tiền em ơi. Dạ chị. Nhưng mà hình như chị còn chưa dùng nữa. Không sao đâu, tính tiền cho chị nha. Dạ. Xin chào quý khách. Xin được tự giới thiệu, tôi là Đức Long, là bếp trưởng của nhà hàng này. Ủa tôi kêu tính tiền thôi mà. Dạ tôi biết. Xin lỗi, nhưng mà tôi muốn hỏi là những món ăn ở đây có vấn đề gì không ạ? À không có vấn đề gì hết á. Vậy tại sao quý khách lại không ăn nó? À tại vì tự nhiên tôi không muốn ăn thôi chứ không có gì hết á. Dạ
Nếu như mà thật sự có bất kỳ vấn đề gì á, quý khách cứ tự nhiên góp ý thẳng thắn, không có sao hết à. Thật ra cũng không có gì, đồ ăn không có gì hết. Tại bản thân tôi không muốn ăn thôi, anh cho tôi tính tiền nha. Hay là có khi nào những món ăn này không hợp khẩu vị với quý khách không? Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nghe ha. Đồ ăn không có vấn đề gì với tôi hết, chỉ là tôi muốn về thôi. Ừ, dạ được rồi. Vậy bữa ăn ngày hôm nay chúng tôi xin phép không nhận tiền của quý khách à. Ủa gì kỳ vậy? Tôi gọi thì tôi phải trả tiền chứ. Dạ. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Nhưng mà nhà hàng chúng tôi, mỗi vị khách hàng đến đây nếu như không dùng bữa, chúng tôi sẽ không nhận tiền. Ủa nhưng mà tôi đã gọi ra rồi thì đây là đồ ăn của tôi, bây giờ tôi có quyền ăn hay không ăn chứ. Ủa anh bị vô lý á. Dạ thôi được rồi. Khỏi thôi, cảm ơn anh ha. Quý khách, tôi trả tiền cái phần tôi gọi thôi. Quý khách à, khoan. Quý khách, sao anh đi theo tôi? Tôi đã nói rồi, chúng tôi không thể nào nhận tiền của quý khách được. Quý khách cầm lại. Anh đã cầm rồi thì có nghĩa là anh đã nhận, tôi không lấy lại đâu. Điện thoại của quý khách hết pin rồi hả? Chắc là quý khách đang cần điện thoại để đặt xe đúng không? Ủa sao anh biết? Tại vì tôi thấy quý khách rất là gấp gáp. Lỡ tôi đợi tài xế hay sao? Thì đợi cũng được nhưng mà đâu cần phải gấp gáp như vậy. Đây nè, ở đây tôi có một chiếc điện thoại. Điện thoại của tôi còn rất là nhiều pin, và tôi có thể giúp quý khách đặt một cuốc xe với một điều kiện. Anh ra điều kiện với tôi á, điều kiện gì? Đơn giản thôi mà. Quý khách hãy nhận lại tiền giúp tôi. Tôi đồng ý. Đặt giùm tôi đi. Ok. Mà địa chỉ điểm đến tôi sẽ ghi số mấy ạ? Anh để địa chỉ bất kỳ đi, rồi tôi lên đó tôi nói chuyện với tài xế. Quý khách sợ tôi sẽ biết địa chỉ nhà riêng của quý khách hả? Tôi đảm bảo thông tin cá nhân thôi. Ok, tôi hiểu rồi. Rồi, khoảng 5 phút nữa xe tới. Quý khách, có phiền không nếu tôi muốn biết tên của quý khách là gì? Ủa anh không biết tên tôi hả? Không. Thiệt á hả? Tôi nói thiệt mà. Ủa tôi tưởng anh biết tên tôi rồi anh mới chạy theo anh trả tiền chứ. Tại vì quý khách là khách hàng của nhà hàng chúng tôi, cho nên là quý khách không dùng bữa thì tôi phải trả tiền lại cho quý khách. Tôi tên là Thiên Mỹ. Thiên Mỹ? Anh không biết tên tôi thiệt á hả? Tôi không biết thiệt mà. Cái tên Thiên Mỹ nghe cũng đẹp quá ha. Alo. Dạ rồi. Ok, cảm ơn anh. Anh tài xế taxi mới gọi cho tôi á, là anh nói là anh tới rồi. Ủa nhưng mà anh nói chuyện anh cứ kêu quý khách hoài, anh không thấy ngại hả? Thật ra tôi cũng ngượng miệng lắm. Mà tại vì quy tắc của nhà hàng là vậy. Nhưng mà giờ ra khỏi nhà hàng rồi. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Mà trước khi cô đi xuống, tôi có thể xin số điện thoại được. Giờ không tiện đâu, cảm ơn anh. Anh. Sao anh cười hoài vậy? Tại vì anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Anh cứ sợ là em ngại em không dám tới. Nếu em ngại em đâu cho số điện thoại đâu. Với lại em cũng phải tới để mà ăn thử những món anh làm. Lần trước em đâu ăn đâu. Vậy nào? Nãy giờ em ăn em thấy sao?
thấy tiếc lắm. Ủa, đồ ăn anh làm không ngon hả? Đồ ăn ngon mà lần trước em không ăn nên em tiếc. Em nói vậy là lần trước em không ăn là do em có chuyện buồn thôi. Ừ, hơi buồn một chút. Mà là chuyện gì em có thể chia sẻ cho anh biết được không? Nếu như mà em thấy khó nói quá không nói cho anh biết cũng được. Thật ra đâu có gì đâu, chuyện tình cảm thôi mà. Chuyện tình cảm? Bộ em thất tình? Em có tình đâu mà thất. Vậy chứ sao? Thì nhiều khi công việc bộn bề quá, rồi mình có quá nhiều áp lực, đôi khi về nhà mình thèm cái cảm giác mình muốn được trò chuyện, được chia sẻ với một cái người mà mình thương, mình thân, mình tin tưởng. Thật ra em cũng có mở lòng nhưng mà không có tìm được cái người mà mình thật sự phù hợp để mà tin tưởng. Cái đôi khi mình bị đa sầu đa cảm thôi. Ừ, anh hiểu rồi. Hồi đó lúc bên Thái anh cũng có từng gặp tình trạng giống vậy rồi. Ừ, anh là du học sinh ở Thái hả? Đúng rồi. Anh qua bên đó lúc hồi đại học á, anh qua bển học làm đầu bếp. Tính ra là anh mới về đây được có 2 tuần à, xong rồi vô đây làm. Ủa vậy hả? Vậy dự định của anh về Việt Nam là gì? Dự định của anh hả? Anh muốn anh sẽ trở thành một đầu bếp giỏi. Rồi sau đó anh sẽ tự mở cho mình một cái nhà hàng riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh sẽ lập gia đình. Lúc đó anh sẽ tận hưởng một cuộc sống bình dị, an nhiên, hạnh phúc. Anh sẽ bắt đầu và kết thúc nguyên một ngày cùng với một người mà anh rất là yêu thương, với những đứa con của anh. Nghe dễ thương, nghe bình dị ghê. Đúng rồi, anh thích cuộc sống vậy lắm. Chứ anh sợ mà cuộc sống nó quá xô bồ với nhộn nhịp, anh không có quen. Để anh chút. Bạn anh nó gọi. Alo, tao nghe nè. Có thiệt gì không? Rồi, biết rồi. Cảm ơn nha. Gì đó? Có chuyện gì hả anh? Không có gì hết. Em ăn đi. Có chuyện gì nói em nghe đi. Sao em giấu anh? Em giấu anh gì? Thì cái chuyện em là người nổi tiếng. Em là người nổi tiếng mà anh không biết thì anh nghĩ là em nên nói với anh bằng cách nào? Tại vì anh không có quan tâm nhiều với cuộc sống bên ngoài lắm, anh chỉ tập trung công việc của anh. Cho nên là mình mới gặp nhau lần thứ hai em cũng chưa có cơ hội đi chia sẻ, nhưng mà sao anh căng thẳng vậy, có chuyện gì hả? Giống như là cái tâm lý của anh chưa có sẵn sàng. Giống như là anh chỉ là một người bình thường thôi. Anh nghĩ một người nổi tiếng cuộc sống của họ sẽ rất là phức tạp á, nên là anh chưa có thể quen được với cái nhịp sống đó. Cho nên là đâu có ai bắt anh phải quen với nhịp sống đó đâu. Em nghĩ anh đang bị suy nghĩ quá nặng nề về cái buổi gặp ngày hôm nay. Thật ra đây chỉ là một buổi gặp lần thứ hai của mình thôi. Em đâu có nghĩ là em sẽ nhận lời, hay là anh hay bắt đầu, hay là chúng ta sẽ tìm hiểu hay cái gì đâu. Mọi thứ nó đơn giản hơn em nghĩ nhiều. Nhưng mà anh thích em thật lòng, anh muốn tụi mình tiến xa hơn. Mình mới gặp lần thứ hai thôi, em chưa nghĩ gì hết. Vấn đề quan trọng là tại sao anh sợ nghệ sĩ vậy? Không phải là anh sợ nghệ sĩ, nhưng mà giống như anh nói đó, anh chỉ là một người bình thường thôi. Anh, bạn của anh nó mới gửi cho anh nè. Em nhìn nè, bạn của anh nó gửi cho anh hình ảnh của tụi mình bị đăng lên trên mạng xã hội, xong rồi có rất là nhiều người trên trang cá nhân của anh bình luận toàn là những điều tiêu cực không ạ. Anh sợ là gia đình của anh thấy được xong họ sẽ buồn, với lại là anh đang làm ở đây, anh sợ ảnh hưởng công việc của anh.
Thôi anh đừng lo quá. Chỉ là bạn bè ngồi với nhau, người ta có bàn thì cũng qua mà. Em cũng xin lỗi vì không có nói cho anh biết về công việc của em. Em nghĩ nó không cần thiết. Chắc là lâu lắm rồi em mới gặp được một cái người mà họ thích em rồi chủ động thắn tỉnh với tư cách là một người bình thường. Lâu rồi em mới có cảm giác đó. Và ngày hôm nay em ngồi ở đây là vì em trân trọng những điều đó. Và nếu như mà nó có làm phiền cuộc sống của anh, hay là nó làm cho anh cảm thấy căng thẳng như vậy, thì anh cứ xem như bữa nói chuyện ngày hôm nay mình không hợp vậy thôi. Anh chỉ muốn em biết một điều là anh thật sự quý em là thật. Tụi mình vẫn có thể làm bạn được mà, đúng không? Em dùng tiếp đi. Anh xin phép chút. Vậy bữa ăn ngày hôm nay chúng tôi xin phép không nhận tiền của quý khách. Ủa gì kỳ vậy? Tôi gọi thì tôi phải trả tiền chứ. Dạ. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Nhưng mà nhà hàng chúng tôi, mỗi vị khách hàng đến đây nếu như không dùng bữa, chúng tôi sẽ không nhận tiền. Ủa nhưng mà tôi đã gọi ra rồi thì đây là đồ ăn của tôi. Bây giờ tôi có quyền ăn hay không ăn chứ. Ủa anh bị vô lý á. Đây nè. Ở đây tôi có một chiếc điện thoại. Điện thoại của tôi còn rất là nhiều pin. Và tôi có thể giúp quý khách đặt một cuốc xe với một điều kiện. Anh ra điều kiện với tôi á, điều kiện gì? Đơn giản thôi mà. Quý khách hãy nhận lại tiền giúp tôi. Hồi đó lúc bên Thái, anh cũng đã từng gặp tình trạng giống vậy rồi. Anh là du học sinh ở Thái hả? Đúng rồi. Anh qua bên đó lúc hồi đại học á, anh qua bển học làm đầu bếp. Tính ra là anh mới về đây được có 2 tuần à, xong rồi vô đây làm. Ủa vậy hả? Vậy dự định của anh về Việt Nam là gì? Dự định của anh hả? Anh muốn anh sẽ trở thành một đầu bếp giỏi. Rồi sau đó anh sẽ tự mở cho mình một cái nhà hàng riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh sẽ lập gia đình. Tình yêu, sẽ có lúc ta tìm được một người rất thú vị và muốn gắn bó với người đó. Nhưng rồi đến cuối cùng thì ta lại nhận ra rằng cả hai vốn chẳng hợp nhau như ta đã nghĩ.